Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ xử lý cho một chị với con máy rửa bát bị hở mát các bạn nhé, tức là nó bị rò điện đấy. Thì đây là con máy bót này, máy rửa bát bót này. Đây, thì hiện tượng là khi mà sờ tay vào thì sẽ bị giật, giật nhé. Đây, bây giờ mình sẽ dùng một cái bút thử điện này để mình thử này. Đây, các bạn nhìn nhé. Đấy, nó đỏ lên này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy. Đây là hiện tượng hở mát nhé, hay còn gọi là rò rỉ điện bên cái thành của cái máy rửa bát này. Kể cả chỗ này cũng bị này, cái này cũng bị này. Đấy, các bạn nhìn thấy đỏ chưa? Đấy. Tức là cái này đặc biệt là các bạn đi chân đất, các bạn chạm vào là sẽ bị giật. Người nào mà cái điện trở trên cơ thể yếu ấy, sẽ giật rất là mạnh, giật giật bắn người lên. Thì cái này thì là các bạn sẽ xử lý bằng cách là tiếp mát cho cái tủ này nhá, à cho cái máy rửa bát này nhá. Thì bình thường ấy, cái dây của máy rửa bát bót ấy nó sẽ có 3 chân. Đây. Đây nhá. Để mình rút này. À ở đây các bạn lắp đặt, các bạn đã chế rồi. Chế là lắp thêm một cái đoạn vít nữa cho cái phần ổ ba chấu này, nhưng mà có vẻ không hiệu quả. Thì bây giờ mình sẽ tiếp mát bằng cái cách câu đấu trực tiếp cái dây tiếp mát vào, tức là mình sẽ bắt trực tiếp cái dây tiếp mát vào phần thân của máy rửa bát này, và sẽ đấu trực tiếp vào cái dây tiếp mát của cái ổ kia. Đấy. Này, ở trong đây nó sẽ có một cái dây tiếp mát nhé. Đấy. Mình sẽ đấu trực tiếp cái dây này vào trong cái ổ này luôn thì nó sẽ chắc chắn hơn. Bởi vì là có thể các bạn lắp đặt ấy, các bạn ấy chế cái phần này, một là nó bị kém cái phần này, nó không tiếp xúc được, và nó không tiếp xúc được trực tiếp với cái dây tiếp địa trong đây. Hai là cái ổ này nó bị hỏng, thì là cái nó sẽ không chạm được cái dây tiếp địa bên trong này. Đấy. Thì cách thức của mình nhá, là mình sẽ trong cái phần đáy sau của cái máy rửa bát này này, thì mình sẽ nới một con ốc ra và mình sẽ bắt dây đồng và sẽ đấu trực tiếp vào cái ổ này. Đấy, đây là cách thức để các bạn có thể tiếp mát. Một là các bạn tiếp mát bằng cái ổ ba chấu như này. Ổ có ba chấu nhá, nhưng phải ổ ba chấu chuẩn đi, ba chấu xịn. Chứ còn nếu chế như này thì nó sẽ có thể nó sẽ kém, nó sẽ không chạm được vào. Đấy. Mình sẽ đấu trực tiếp. Bây giờ mình sẽ tiến hành đấu trực tiếp nhé. Đây các bạn, sau khi mình đã đấu tiếp địa xong, đây là phần dây tiếp địa này, mình đã đấu trực tiếp vào trong cái phần dây tiếp địa của nguồn chính trong cái ổ này rồi. Đây. Và đây là cái phần mình đã đấu tiếp địa vào cái phần thành tủ này. Đây. Các ở cái model này thì nó không có vít ở bên ngoài nhé, thì mình sẽ đấu trực tiếp vào cái thành phần thành tủ này. À, thì các bạn thì cái phần bạn các bạn lưu ý nhé, cái phần thành tủ này nó bằng kim loại, thì các bạn đấu vào phần thành tủ này nó mới có tác dụng nhé. Còn nếu mà các bạn đấu vào cái phần nhựa ấy thì nó sẽ không có tác dụng gì đâu. Đây là cái phần ổ cắm này, cắm sau khi mình rút cái con ốc ra này. Đây là các bạn lắp đặt, các bạn chế thêm vào đây nhá. Thì con ốc này ấy, thì đôi khi cái phần dẫn điện nó sẽ không được tốt đâu, nên là các bạn lưu ý là chế cái con này sẽ đôi khi không hiệu quả lắm. Đây mình đấu trực tiếp cái dây vào cái phần dây tiếp điện thì hiệu quả tiếp điện nó sẽ cao hơn nhiều. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm thử nhé.
cắm lại cái máy rửa bát này. Đây, bây giờ mình sẽ đo này. Đấy nhá. Bây giờ thì sẽ đã hết đỏ nhá. Bút thử điện thử đã hết đỏ này. Không còn giật gì các bạn nhé. Ok. Đấy là cái video mình sẽ hướng dẫn, đây là video mà mình hướng dẫn cho các bạn cái cách thức mà xử lý cái máy rửa bát khi mà bị hở mát, bị giật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.